16 thiên, ngày thứ 16. Hãy nghe và nhắc lại cách nói, bạn có thể dạy mình được không? 你可以教我吗? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chào bạn. 你好. Rất vui được quen biết bạn. 很高兴认识你. Chỉ biết nói một chút. 只会说一点儿. Sau này. 以后. Ở hội quán Tam Thế. 在三世会馆. Biết nói tiếng Việt không? 会说越南语吗? Một hai câu thôi. 一两句而已.